không chỉ là câu chuyện của những cô, những bác tuổi 40, tuổi 50 mà chúng ta cũng vẫn nghe đấy là kích thích collagen để làm đầy sẹo rỗ đúng không ạ? Vậy thì những bạn bị mụn cũng rất là cần thiết để bổ sung collagen thêm, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 cách để có thể bổ sung collagen cho da mụn để hỗ trợ điều trị sẹo rỗ nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc, và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Và ngày hôm nay với chủ đề của chúng ta đó là những cách để bổ sung collagen dành cho da mụn để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị sẹo rỗ một cách hiệu quả, thì chúng ta sẽ có hai phần để làm rõ ngày hôm nay. Phần đầu tiên là sẽ nói lại một chút về những cái công dụng của collagen này, và phần thứ hai đó là chỉ là những cái con đường để bổ sung collagen hiệu quả. Và trước khi đi vào cái chủ đề ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc cũng muốn mời các bạn tham gia vào trong hai cộng đồng, đó là group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này và cái fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc. Thì có ai còn chưa tham gia vào hai cộng đồng này không ạ? Hằng ngày thì chúng ta có thể lên đây để trao đổi, để đặt câu hỏi này và chia sẻ những câu chuyện chăm sóc da và điều trị của mình để kết nối với tất cả mọi người nhiều hơn. Và phần đầu tiên thì sẽ nói lại một chút về cái công dụng của collagen. Thì như là ở lần video lần trước bác sĩ Ngọc cũng đã có giới thiệu về collagen, thì collagen nó không phải chỉ là ở trên da, có mặt ở trên da, mà collagen nó có mặt ở trong rất là nhiều những cái mô liên kết của cơ thể, và có mặt ở trong cả cơ xương khớp này, dây chằng này, thậm chí là cả giác mạc nữa. Và collagen là một phần không thể thiếu ở trong da để tạo nên cái độ vững chắc và độ đàn hồi tốt của da. Và collagen thì bản chất collagen nó chính là protein thôi, một loại protein, và nó được cấu thành bởi hai cái axit amin rất là quan trọng, đó là prolin và glycine. Và trong cơ thể của chúng ta thì cũng có những cơ chế để có thể tự tổng hợp được collagen. Tuy nhiên là theo thời gian chúng ta già đi và những yếu tố ở bên ngoài môi trường ảnh hưởng thì khiến cho chúng ta bị mất collagen nhiều hơn, và cái tốc độ tái tạo collagen cũng chậm dần. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ cần bổ sung thêm cái nguồn ngoài, gọi là collagen ngoại sinh, tức là những cái collagen mà được tổng hợp từ nguồn ngoài. Và nếu như chúng ta bị thiếu collagen thì cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa này, rệu rã hơn này, và trên da của chúng ta cũng sẽ có những cái dấu hiệu trùng nhão và xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với cả những bạn nào mà bị mụn trứng cá, sau khi mà các bạn bị sẹo xong ấy thì cái để mà có thể làm đầy sẹo hơn đó chính là kích thích tăng sinh collagen. Vì thế cho nên là không phải là cứ đợi đến độ tuổi 40, 50 hoặc là bắt đầu dấu hiệu lão hóa rồi chúng ta mới bổ sung collagen đâu. Mà collagen chúng ta có thể bắt đầu bổ sung từ sớm, khi mà chúng ta bắt đầu có ý thức về skincare và biết về collagen là gì. Đặc biệt là những bạn mà bị sẹo mụn, bị sẹo lõm, sẹo rỗ thì chúng ta càng cần phải có ý thức hơn về chuyện là chúng ta sẽ có những con đường để bổ sung collagen. Vậy thì cái con đường nào để chúng ta có thể bổ sung collagen một cách hiệu quả thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần 2, đó là 4 cái cách để có thể bổ sung collagen để hỗ trợ cho việc điều trị sẹo rỗ của da mụn. Thì chúng ta biết rằng là collagen được tạo thành bởi hai cái axit amin chính, đó chính là prolin này và glycine. Và trong quá trình mà tạo thành collagen thì cũng sẽ có vai trò của vitamin C để tăng cường kích thích tổng hợp collagen, và bên cạnh đó là yếu tố vi lượng đồng nữa. Vậy thì cái quá trình bổ sung collagen cho cơ thể cũng là cái quá trình mà chúng ta sẽ bổ sung những cái nguyên liệu để tạo thành collagen đúng không ạ? Thì con đường đầu tiên để có thể bổ sung collagen cho cơ thể đó là con đường bổ sung bằng ăn uống tự nhiên, thì đây cũng là cái con đường mà nó thân thiện nhất và nó rất là dễ thực hiện. Thì đối với cả cái axit amin glycine thì nó sẽ có mặt ở trong da gà và da lợn rất là nhiều. Vì thế cho nên là khi mà muốn bổ sung collagen mà chúng ta ăn thịt gà, ăn thịt lợn, nhất là những cái ngày Tết sắp đến này rồi, sẽ có chắc chắn là sẽ có món thịt lợn đúng không ạ? Sẽ có món thịt gà đúng không ạ? Gà luộc này, lợn quay này, hoặc là lợn luộc này, chúng ta có thể ăn, nhưng mà chúng ta nhiều bạn là thường bỏ đi cái phần da gà, da lợn. Đối với cả bác sĩ Ngọc thì cả cả trẻ con nhà mình nữa thì cũng rất là thích ăn những cái phần da đấy, bởi vì nó sẽ sật sật, nó dai dai và ăn rất là ngon. Bác sĩ Ngọc cũng rất là thích ăn cái phần da đấy, và có nhiều bạn thì lại không thích và bỏ đi cơ. Thì bây giờ các bạn biết rằng đó là sẽ là một cái nguồn cung cấp thành phần bổ sung collagen rất là dồi dào. Vì thế cho nên là khi mà ăn thịt gà, thịt lợn mà chúng ta muốn có bổ sung thành phần tổng hợp collagen tốt hơn thì chúng ta hãy ăn cả phần da gà, da lợn nhé. Và tiếp theo nữa, để mà bổ sung prolin để tổng hợp collagen thì nó sẽ có mặt nhiều ở trong lòng trắng trứng này, trong sữa này, trong mầm lúa mạch này. Thì khi mà luộc trứng thì chúng ta thấy là cái lòng trắng trứng ban đầu nó sẽ hơi trong trong và nó là cái dạng lỏng đúng không ạ? Và khi mà bắt đầu nhiệt độ lên thì nó sẽ có quá trình là đông vón protein, và trong lòng trắng trứng protein thì nó cũng chứa rất là nhiều những cái prolin. Và khi mà chúng ta bổ sung lòng trắng trứng, ăn lòng trắng trứng thường xuyên thì chúng ta sẽ có thêm cái nguyên liệu prolin để cung cấp vào trong cái quá trình tổng hợp collagen. Và bên cạnh đó thì có cả sữa và mầm lúa mạch cũng chứa rất là dồi dào prolin nữa. Và khi mà đã có hai cái nguyên liệu là prolin và glycine rồi thì chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm những thực phẩm chứa vitamin C để tăng tổng hợp, kích thích quá trình tổng hợp collagen tốt hơn. Thì những thực phẩm mà chứa nhiều vitamin C thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là loại quả gì ạ? Quả ổi đúng không ạ? Trong quả ổi thì có chứa rất là nhiều vitamin C, hàm lượng vitamin C rất là dồi dào. Cho nên là bạn nào mà đang ăn ổi vào lúc đói nó sẽ thấy hơi cồn cào một chút ấy. Bên cạnh đó không thể thiếu đó chính là cái nhóm họ cam, như là cam này, chanh này, bưởi đúng không ạ? Và có cả súp lơ này, ớt chuông này, cũng là những cái loại rau củ quả mà nó có chứa thành phần vitamin C rất là nhiều. Và cái việc bổ sung vitamin C như vậy thì ngoài việc tăng tổng hợp collagen này thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có một cái làn da sáng khỏe hơn và có thêm rất là nhiều công dụng khác cho cơ thể nữa. Và cũng với cái con đường ăn uống tự nhiên thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái yếu tố vi lượng đồng bằng cách là bổ sung các loại thịt này, hạt vừng này, bột cacao này, hạt điều này, và có thể là đậu lăng nữa. Con đường đầu tiên, cách đầu tiên đó là bổ sung vào con đường tự nhiên, thì dựa vào những cái nhóm thực phẩm mà bác sĩ Ngọc vừa mới kể tên bên trên thì các bạn có thể là tăng thêm trong những cái bữa ăn hàng ngày, hoặc là chúng ta ăn chúng ta đừng bỏ qua nó để chúng ta có thể có cái nguyên liệu để tổng hợp collagen tốt hơn. Và bây giờ là cách thứ hai để có thể bổ sung collagen, đó chính là bổ sung bằng con đường thực phẩm chức năng, bằng những cái loại viên uống.
Thì khi mà chúng ta không thể hàng ngày chúng ta cân đo đong đếm là bao nhiêu gram prolin, bao nhiêu gram glycin ở trong thịt gà, trong thịt lợn, ăn bao nhiêu miếng, rồi thì chúng ta phải ăn bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả ổi chúng ta có thể bổ sung vitamin C đầy đủ, vân 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 vân. Hoặc là để mà tiện lợi nhất, nhanh nhất thì chúng ta có thể lựa chọn con đường là bổ sung thêm bằng là sử dụng thêm viên uống. Thì nếu như mà các bạn được quảng cáo với những cái viên uống collagen dạng nguyên bản mà chúng ta uống vào thì nó sẽ không phải là hấp thu nguyên collagen đó để đi thẳng vào trong da đâu ạ, mà nó sẽ là phân cắt thành những cái đơn vị nhỏ hơn, thành những cái acid amin, sau đó thì nó mới lại tổng hợp trở lại. Tức là quá trình nó sẽ diễn ra rất là dài và nó qua một quá trình là phân cắt, xong nó dần dần nó lại lại tổng hợp lại được. Nó cũng sẽ không thể có hiệu quả bằng việc là chúng ta sẽ cung cấp những cái nguyên liệu, những cái đơn vị nhỏ nhất của collagen để khi mà đi vào nó sẽ tổng hợp luôn thành collagen. Chính vì thế cho nên là để mà bổ sung collagen hiệu quả thì chúng ta phải bổ sung cái dạng thủy phân của collagen, hay còn gọi là collagen peptide, là những cái đơn vị nhỏ để khi mà chúng ta cung cấp vào thì nó sẽ là chính là cái nguyên liệu để tổng hợp lên collagen luôn. Và cũng có thể có rất là nhiều loại collagen thủy phân, collagen peptide, có thể là ở dạng nước hoặc có thể là ở dạng viên. Thì cái này là tùy thuộc vào cái điều kiện nhu cầu sử dụng của chúng ta thôi, chứ không phải là cứ là collagen dạng nước thì mới là collagen thủy phân các bạn nhé. Và cũng có rất là nhiều những loại collagen mà đã có bổ sung thêm cả thành phần vitamin C trong đó để có thể tăng cường tổng hợp collagen rồi, ví dụ như là collagen Puritan Sprite có chứa cả hàm lượng vitamin C ở trong đó luôn. Và chúng ta có thể những loại mà không có chứa vitamin C thì chúng ta sẽ uống thêm vitamin C từ bên ngoài. Thì vitamin C thì của nó cũng không hề đắt đâu, rất là rẻ thôi. Chúng ta có thể bổ sung có thể là C sủi này, hoặc là có thể những loại viên C viên uống nén này. Thì bổ sung vitamin C như vậy ở trong video lần trước bác sĩ Ngọc cũng đã có giới thiệu, thì nó sẽ không chỉ là làm cho sáng da hơn này, da khỏe hơn này, chống oxy hóa cho da này, mà nó còn chống oxy hóa cho cả cơ thể này, và giúp cho chúng ta sẽ tăng sức bền thành mạch này, tăng đề kháng thêm nữa. Thì cái cách thứ hai, cái con đường thứ hai mà bác sĩ Ngọc muốn hướng dẫn cho các bạn bổ sung đó chính là bổ sung collagen bằng đường viên uống, hoặc là bổ sung thêm vitamin C dạng viên uống, hay còn gọi là thực phẩm chức năng. Và cái cách thứ ba để chúng ta có thể bổ sung collagen không phải là bằng đường uống, không phải là bằng thực phẩm chức năng, mà là chúng ta sẽ bổ sung collagen ở trên bề mặt da bằng cách là bôi trên da. Và lúc này chúng ta không phải là lựa chọn những cái loại mà mặt nạ collagen, hay là những loại kem bôi collagen, kem dưỡng collagen, hoặc là tinh chất collagen gì gì đó, bởi vì là thực chất là chúng ta sử dụng những loại đó thì nó cũng sẽ không thể nào đưa collagen vào trong chung bì để tạo thành cái cấu trúc collagen này trong chung bì được, bởi vì là da của chúng ta sẽ có hàng rào bảo vệ đúng không ạ? Da của chúng ta luôn luôn sẽ có hàng rào bảo vệ, và cái collagen nó là cái kích thước phân tử lớn và nó sẽ không thể nào chui qua hàng rào bảo vệ để đi xuống dưới chung bì da được. Vì thế cho nên là bổ sung collagen mà bằng những loại bôi như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà có thể hấp thu collagen được đâu ạ. Và đối với cả đường bôi để mà kích thích tăng sinh collagen trên da như vậy thì mà hiệu quả nhất và dễ dàng sử dụng tại nhà thì nổi bật nhất phải nói đến đó chính là retinoid đúng không ạ? Và đối với cả retinoid thì có thể có thế hệ 1, thế hệ thứ 2 và hệ thứ 3. Thì cái thế hệ 1 là cái thế hệ mà có thể có retinoid này hoặc là tretinoin, thì là hai cái sản phẩm mà có thể kích thích collagen rất là hiệu quả. Và đặc biệt là đối với cả tretinoin thì nó có thể kích ứng hơn với cả retinoid một chút, nhưng mà cái hiệu quả tăng sinh collagen của nó rất là tuyệt vời. Thì tretinoin nó sẽ có khả năng là vừa ức chế cái enzyme collagenase, tức là enzyme thủy phân và làm mất collagen này, và nó sẽ còn kích thích thêm collagen tăng sinh ở trung bì da nữa. Ngoài ra thì tretinoin nó sẽ còn có tác dụng là khi bôi lâu dài nó sẽ kích thích tăng sinh cả hyaluronic acid ở trong trung bì của da. Và như vậy thì ngoài cái việc là tăng sinh cái mạng lưới collagen elastin ở trong da này, thì nó sẽ còn tăng sinh cả những cái HA để mà xen kẽ vào những cái mạng lưới đấy nữa, nó sẽ càng làm da của chúng ta dày dặn và đầy hơn. Thì tretinoin, retinoid và retinoid nói chung thì rất là khuyên dùng cho các bạn để có thể tự bôi tại nhà để có thể hỗ trợ kích thích tăng sinh collagen. Và bên cạnh đó, đối với cả đường bôi ở trên da thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những sản phẩm bôi chứa vitamin C để có thể kích thích tăng sinh collagen thêm nữa. Và đối với cả vitamin C thì ngoài cái việc là hỗ trợ kích thích tăng sinh collagen này, thì nó sẽ còn giúp chúng ta có thể có một làn da sáng hơn này, chống lão hóa này, chống oxy hóa thêm. Và đối với cả da mụn thì lựa chọn vitamin C như thế nào thì bác sĩ Ngọc cũng đã có một video nói riêng rồi. Và đối với cả các bạn mà bị mụn và nhạy cảm dễ kích ứng thì chúng ta sẽ không chọn những cái loại vitamin C mà dạng LAA, L-ascorbic là cái dạng vitamin C mà nó sẽ rất là hiệu quả, nhưng mà nó sẽ có nhiều khả năng kích ứng da này và nó không bền vững, thường là không bền vững. Chúng ta có thể lựa chọn những loại vitamin C mà dạng SAP hoặc là MAP hoặc là AA2G, thì là những cái dạng dẫn xuất vitamin C, thì nó sẽ hạn chế kích ứng hơn rất là nhiều và cái bền vững trên da tốt hơn nữa. Và cách thứ tư, cái con đường thứ tư để chúng ta có thể kích thích tăng sinh collagen trên da và bảo vệ collagen trong da, đó là chúng ta hãy bôi kem chống nắng là đủ. Thì nếu như mà chúng ta tìm mọi con đường để cả đường ăn uống này, uống thêm viên uống này và đường bôi trên da những loại retinoid hoặc vitamin C để có thể kích thích collagen, nhưng mà chúng ta lại không chống nắng đủ thì một bên là cứ xây, một bên là lại phá đúng không ạ? Đối với cả những cái tia UV, tia cực tím thì nó sẽ làm chúng ta bị đứt gãy collagen rất là dễ dàng. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta đã tìm mọi con đường để bổ sung collagen cho da rồi thì hãy chú ý tuyệt đối phải chống nắng đầy đủ nữa. Và để mà chống nắng hiệu quả nhất, đơn giản nhất thì chúng ta là lựa chọn kem chống nắng thôi đúng không ạ? Những cái kem chống nắng mà có SPF từ 30 trở lên là có thể bảo vệ tốt cho da rồi. Phải nhớ là bôi đủ lượng, đủ số lần và bôi lại sau khi mà 2 đến 3 tiếng tiếp xúc với cả ánh
nắng trực tiếp. Và một điều nữa phải lưu ý đối với cả các bạn mà trị mụn muốn bổ sung collagen để hỗ trợ cái việc mà điều trị sẹo rỗ hiệu quả hơn, thì không phải là collagen là cái duy nhất để chúng ta điều trị sẹo rỗ đâu, mà nó chỉ là cái để chúng ta cần để có thể nâng cái đáy sẹo lên và hỗ trợ làm đầy sẹo thôi. Nhưng mà để mà là làm được điều đó thì nếu như những bạn mà có cái sẹo mới hình thành ý, thì bổ sung collagen như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cái việc mà làm đầy sẹo tốt hơn. Còn đối với cả những bạn mà nó đã sẹo lõm, mà sẹo rỗ mà cái đáy sẹo nó đã về màu trắng, về màu da bình thường rồi, thì chúng ta có bổ sung cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không thể tăng sinh collagen được, nó cũng sẽ không thể nào mà làm đầy sẹo lên được. Bởi vì khi mà sẹo mà nó đã tạo thành cái đáy mà nó cùng màu da như vậy rồi thì nó sẽ là cái tổ chức xơ rất là nhiều và nó sẽ không thể phát triển collagen vào đó được. Chính vì thế cho nên là để mà điều trị sẹo lõm hiệu quả thì nó sẽ còn phải cần kết hợp thêm rất là nhiều những biện pháp khác nữa. Cái việc mà chúng ta bổ sung collagen vào những cái con đường kể trên thì nó chỉ là cái biện pháp để hỗ trợ thêm thôi. Và nếu như mà đã là cái sẹo lâu năm rồi thì chắc chắn là sẽ phải can thiệp thêm thủ thuật nữa. Và hy vọng là qua video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức để có thể hiểu hơn về collagen và cũng có thể có những con đường để bổ sung collagen từ tiết kiệm nhất cho đến những con đường mà hiệu quả nhất, để chúng ta sẽ có thể hỗ trợ trong cái việc điều trị sẹo rỗ hiệu quả hơn. Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người và ấn đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể nhận được thêm nhiều video hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.